Kính thưa quý vị, từ ngày 8/11/2016 cho đến giờ phút này, tình hình thế giới dường như có nhiều biến động ở chỗ rằng vị tổng thống đắc cử là ông Donald Trump sẽ trở thành vị tổng thống thứ 45 về Trung Quốc Hoa Kỳ. Đối với ông Trump, ảnh hưởng của cá nhân ông đối với người dân Hoa Kỳ cũng như tất cả những quốc gia trên thế giới có nhiều biến chuyển, bởi vì hình ảnh của ông, những tuyên bố của ông và cách hành xử của ông, nhất là nội các của ông chuẩn bị ra mắt công chúng vào ngày 20 tháng 1 sắp tới đây, có lẽ có nhiều biến chuyển. Nhưng biến chuyển nhiều nhất vẫn là ở phía Đông Nam châu Á, bởi vì Biển Đông, Thái Bình Dương là một cửa ngõ đã làm cho Hoa Kỳ giàu mạnh lên. Nền kinh tế của Hoa Kỳ đi ngang qua eo biển Malacca cũng như Biển Đông đã chiếm một số lượng rất nhiều tỷ đô la như chúng tôi đã từng phân tích trước đây. Chính vì vậy mà Biển Đông là huyết mạch không riêng gì cho các nước Đông Nam Á, mà đối với Hoa Kỳ là một trong những huyết mạch cần thiết. Tuy nhiên, những tháng vừa qua cũng như những ngày sắp tới, tình trạng của Biển Đông cũng như một số các quốc gia Á Châu dường như ảm đạm và có vẻ lạnh nhạt đối với Hoa Kỳ. Chúng ta nhìn thấy từ Philippines cho đến Malaysia, từ Indonesia cho đến Nam Hàn, tất cả những sự biến động đó đã khiến cho sự mặn mà một Hoa Kỳ có mặt tại Biển Đông dường như hơi khiêm tốn. Đứng trước một hoàn cảnh mà nước Tàu Cộng đã ngày đêm tìm mọi cách để xâm phạm chủ quyền của một số các quốc gia khác, đồng thời với những nền viện trợ tiền bạc của Trung Cộng đã đổ ra đối với một số các quốc gia Á Châu, Thái Bình Dương, khiến cho cán cân nghiêng ngả giữa Á Châu và Trung Cộng, giữa Á Châu và Hoa Kỳ trở nên một cái điều dường như bất cân xứng. Sự kiện chuyển trục của đời Tổng thống Barack Obama mà đã xảy ra cách đây 8 năm từ cái ngày nhậm chức đầu tiên năm 2008 cho đến giờ phút này vẫn là một tình trạng mà như chúng ta thấy rằng vẫn siêu siêu ấy nhảy, có nghĩa rằng nó không có đạt được những ước muốn như chúng ta mong đợi. Tuy nhiên cho đến giờ phút này thì tình trạng đó dường như còn éo le hơn nữa. Thưa quý vị, để phân tích tình trạng giữa các quốc gia Đông Nam châu Á đối với Hoa Kỳ, đối với Trung Cộng và đối với thế giới như thế nào, cũng như những định mệnh mà chúng ta thấy Đông Nam châu Á đứng trước một ngã ba, giữa một bên là cán cân của Trung Cộng, một bên là cán cân của Hoa Kỳ. Đó là những chuyện mà chắc chắn quý vị cùng với chúng tôi rất mong để biết được, bởi vì chúng ta là người Việt Nam. Đất nước Việt Nam là nằm cạnh một đất nước Tàu Cộng rất lớn và là một cái cửa ngõ của Đông Nam châu Á, cũng như Biển Đông trực tiếp ảnh hưởng đến quyền lợi và sự vẹn toàn của lãnh thổ Việt Nam. Do đó, chúng tôi ngày hôm nay là Nguyễn Hồng Dũng rất là hân hạnh đến với quý vị trong chương trình 60 phút của truyền hình Kali Today. Và thưa quý vị, chúng tôi ngày hôm nay rất hân hạnh tiếp đón anh Nguyễn Xuân Nam, Tổng Giám đốc Hệ thống Truyền thông Truyền hình Kali Today, cùng với chúng tôi thảo luận những vấn đề đặc biệt về vấn đề Đông Nam châu Á, Mỹ đứng trước tình trạng suy giảm của Đông Nam châu Á như thế nào. Trước hết xin được chào Nam ạ. Chào giáo sư Dũng và trân trọng kính chào quý vị. Thưa anh Nam, kể từ cả tháng này đó, chúng ta đã nghe rất nhiều những sự kiện của ông Donald Trump lên, và trong cái quá trình mà Tổng thống Barack Obama cũng như chuyển giao đến ông Trump sắp tới đây, thì cái tình trạng Đông Nam châu Á dường như nó có vẻ thờ ơ đối với Hoa Kỳ. Thì anh nhận xét như thế nào qua những bài báo cũng như sự nghiên cứu của anh trong suốt những tháng vừa qua đó? Thưa quý vị, có một điều mà trong đó các quốc gia Đông Nam Á chờ đợi cái kết quả của chính sách chuyển trục về Á Châu của Tổng thống Barack Obama Mỹ trong 8 năm vừa qua. Thì cái đánh giá cho đến giờ phút này, khi Tổng thống Barack Obama chuẩn bị rời khỏi tòa Bạch Ốc, thì đó là một đánh giá nó tương đối và bi quan hơn. Nếu muốn nói là thất bại, bởi vì càng ngày Mỹ càng bị mất một số đồng minh ở tại khu vực Đông Nam châu Á và châu Á, và mất là một chuyện, nhưng các đồng minh đó lại chuyển trục ra khỏi Mỹ, ly khai Mỹ, hay là ít nhiều không còn
gắn bó với Mỹ nữa và chuyển sang cái trục Trung Quốc, khiến cho Trung Quốc đang không những bị cái chính sách mà chuyển trục vào cho Tổng thống Barack Obama tác hại, làm suy giảm, mà họ tạo những cái thế lực mới và càng ngày càng mạnh hơn về quân sự, về ngoại giao và về kinh tế, khiến cho ông Tổng thống Donald Trump lên thì đương đầu của tình hình không thuận lợi. Đó là cái tổng quan của tình hình Đông Nam Á và châu Á. Cái thứ hai nữa, nó mở ra, nếu ông Trump, chúng ta biết rằng tất cả các nhà lãnh tụ trên thế giới, các nhà phân tích trên thế giới đều cho rằng trong cái thế kỷ 21 này, ai mà làm bá chủ được Đông Nam Á, châu Á và Thái Bình Dương thì người đó, quốc gia đó mặc nhiên sẽ là lãnh đạo của thế giới, là một vị bá chủ của thế giới. Đó là một hegemon, một người lãnh đạo đạo của thế giới này, ngự trị thế giới này. Và cái cuộc chiến đang ngày càng đang bất lợi với Mỹ cho tới giờ phút này. Vậy thì ông Donald Trump nhìn thấy điều đó. Đây là cuộc đối đầu giữa Mỹ và Trung Quốc, không những để tranh giành ảnh hưởng tại địa phương mà còn xác lập cái thế lãnh đạo toàn cầu như thế nào tại khu vực châu Á, Thái Bình Dương, Đông Nam Á, châu Á và Thái Bình Dương. Thì để trước khi mà chúng ta sẽ đề cập trong chương trình này, giữa chúng tôi và giáo sư Dũng có hai bài. Bài tuần này đó, chúng ta phân tích cái tổng lược về Biển Đông, Đông Nam Á và châu Á, Thái Bình Dương. Và trong tuần tới thì tôi sẽ đề cập đến một cái bài mà hiện nay các nhà bình luận đều cho rằng là sẽ rất là khó tránh khỏi cái cuộc chiến thực sự của Mỹ và Trung Cộng tại Biển Đông và tại châu Á. Và cái cuộc chiến đó được xem là định mệnh, không tránh được. Nó đã là định mệnh thì không tránh được. Thì cái cuộc chiến đó, cái định mệnh như thế nào? Và Mỹ sẽ đối phó vấn đề châu Á như thế nào? Cho nên trong cái tuần lễ vừa qua, chúng tôi có đề cập một cái góc nhìn khác trong cái tổng loạt châu Á, Thái Bình Dương dưới cái thời của Tổng thống Trump và trong cuộc đối đầu của Trung Cộng. Thì chúng tôi được suy nghĩ có gửi đến quý vị một cái bài nói chuyện là cái vấn đề của Đài Loan và cái chính sách một quốc gia. Thì trong cái bài đó thì rất được quý vị yêu mến và khích lệ. Và ngày hôm nay cùng với giáo sư Dũng, chúng tôi nói hai bài liên tiếp. Một bài thứ nhất là tổng lược về tình hình Đông Nam Á và châu Á để quý vị có cái tầm nhìn, và thứ hai cái đối sách của Mỹ như thế nào về vấn đề này, và phải chăng một cuộc chiến tranh sẽ nổ ra giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ là định mệnh không thể tránh được. Thì thưa quý vị, các đại giáo sư Dũng, chúng ta cùng đi về lịch trình như vậy phải không? Dạ đúng rồi, dạ vâng. Thưa bên Nguyễn Xuân Nam, kính thưa quý khán giả, chúng ta đã thấy một cái bối cảnh của một cái vùng Đông Nam Châu Á có vẻ màu xám hơn là màu trắng hay là màu đỏ tươi. Trước hết là chúng ta thấy một đất nước như là Philippines, tức là Philippines, với ông Tổng thống Duterte, thì mới vừa đây chúng ta thấy những tổ chức phi chính phủ của Hoa Kỳ đã cấp viện trợ, chuẩn bị cấp viện trợ, có lẽ là bởi vì vấn đề nhân quyền cũng như những vấn đề mà nó tác hại đến cái vấn đề an ninh, đặc biệt là đối với ông Duterte đã có những thái độ chống lại một số những cái người buôn bán ma túy mà ông đã sát hại cho đến giờ phút này là trên 6.000 người. Cho nên một số các tổ chức nhân quyền họ rất là bực bội và họ dứt khoát là không có viện trợ. Và cái điều này cũng đã khiến ông Duterte rất là nổi giận, và ông đã có những cái thái độ là chống đối Hoa Kỳ ra mặt, và ông không chấp nhận Hoa Kỳ như là một quốc gia có thể bước vào đi ra tập trận trong những thời gian như vừa qua. Cho nên đây cũng là một cái vấn đề tệ hại mà chúng ta có thể thấy được. CNN Nam cho biết những quốc gia khác, ví dụ như là một số các quốc gia mà chúng ta lượt xem cái tình hình của mỗi quốc gia đó, nó trở về với Trung Cộng có lợi gì, và khi mà tách xa Hoa Kỳ thì có hại gì. Đó là những cái điều mà chúng ta đi từng bước để có thử những quốc gia đó nó có những cái ảnh hưởng như thế nào đối với toàn diện cái vùng Đông Nam Châu Á, thưa anh. Cảm ơn giáo sư Dũng và thưa quý vị. Trước hết chúng ta đề cập đến một câu chuyện mà có lẽ sôi nổi nhất hiện nay là chuyện của ông Duterte với Hoa Kỳ. Chúng ta biết rằng Philippines là một thuộc địa, từng là một thuộc địa của Mỹ. Và sau thời gian thuộc địa đó thì Philippines trở thành một quốc gia đồng minh của nước Mỹ. Trong quốc gia đồng minh của nước Mỹ
thì chúng ta biết đến Phi Luật Tân rất là nhiều. Khi mà cuộc chiến tranh Việt Nam xảy ra thì lúc đó Phi Luật Tân là một căn cứ yểm trợ khá mạnh cho Hoa Kỳ trong cuộc chiến Việt Nam. Và cùng với Phi Luật Tân là Thái Lan cũng làm đồng minh, một căn cứ địa của Hoa Kỳ, trong của quân đội Hoa Kỳ để yểm trợ cho cuộc chiến tranh Việt Nam, Úc, Nam Hàn, vân vân. Thì chúng ta thấy là cái đồng minh của Mỹ ở tại khu vực Đông Nam Á và châu Á đó đã dính líu khá nhiều với Việt Nam trong cuộc chiến tranh Việt Nam. Do vậy, từ đó chúng ta biết rất là nhiều, từ căn cứ UPAO của Mỹ tại Thái Lan, chúng ta biết rất là nhiều về Subic Bay, chúng ta biết rất nhiều về cái căn cứ Clark của Mỹ tại Phi Luật Tân. Cho nên Phi Luật Tân đối với người Việt chúng ta nó có một mối liên quan khá nhiều trong cuộc chiến tranh Việt Nam. Nhưng sau khi cuộc chiến tranh Việt Nam kết thúc mà chúng ta mất cái miền Nam Việt Nam về Đảng Cộng sản, thì Phi Luật Tân cũng có pha chống Mỹ, đóng cửa căn cứ quân sự Clark, đóng cửa căn cứ quân sự Subic, và Mỹ bà chống cái khu vực Đông Nam Á và châu Á kể từ năm 1975 cho đến 8 năm trước khi ông Barack Obama đắc cử Tổng thống Hoa Kỳ, mới có cái chính sách chuyển trục của Mỹ về Á Châu. Thì trong cái giai đoạn từ năm 1975 cho đến cái thời kỳ 2008, thời kỳ Tổng thống Barack Obama, thì 75 tới 2025 năm, 8 là 33 năm, trong 30 mấy năm Mỹ để chống cái trận địa, quyền lực, sự ngự trị của mình tại khu vực Đông Nam Á và châu Á, thì Trung Quốc đã tìm cách lấn lướt vào khu vực này. Về mặt quân sự, mặt chính trị, về mặt ngoại giao, Hồng đã lật đổ cái thế đứng của Mỹ tại khu vực Biển Đông, tại các quốc gia trong vùng Đông Nam Á. Và sau này, đó, khi Trung Quốc đó, mạnh lên về mặt kinh tế, đó, thì Trung Quốc còn mở một cái mặt trận khác nữa, là chiếm lĩnh sự thống trị về mặt kinh tế, thống trị về ngoại giao, thống trị quân sự. Hồng lật ngược cái thế cờ, Mỹ đã khống chế vùng này từ đệ nhị thế chiến cho đến bây giờ giờ này. Chứ khi mà Tổng thống Barack Obama lên đó, đứng trước cái tình trạng mà thấy Trung Cộng lấn sân như vậy, bị Mỹ đã kẹt nhiều mặt trận của Trung Đông, và Mỹ bắt đầu quay ngược trở lại theo chính sách chuyển trục về Đông Nam Á và châu Á, thì trong cái tình hình đó đã là bối rối rồi. Trong 8 năm vừa qua, khi mà cầm quyền là Tổng thống Hoa Kỳ, và khi Tổng thống Barack Obama muốn lật ngược cái thế cờ lại tại Biển Đông, thì cuộc lật ngược đó trong 8 năm vừa qua được xem rằng không thành công, và những 1-2 năm cuối của chính quyền Barack Obama thì cái tình trạng đổ vỡ với một số quốc gia tại Biển Đông ngày càng tăng hơn. Cho nên nếu có một sự rạn nứt giữa Mỹ và Biển Đông và các quốc gia trong vùng Đông Nam Á, càng ngày nó gọi là Mỹ nó gọi là visible, là càng thấy rõ, more visible, càng thấy rõ. Và nếu không muốn nói là có thể Mỹ mất cái chỗ đứng của các quốc gia vùng Đông Nam Á với về tại Trung Quốc. Cho nên nếu cái điều đó xảy ra thì đây là một sự tụt hậu khá mạnh về cái chỗ đứng, quyền lực và ảnh hưởng của Mỹ tại khu vực này. Và nếu Mỹ mất Đông Nam Á và châu Á về tay Trung Quốc thì Việt Nam và các nước sẽ sống với Trung Quốc ra sao? Đó là những cái vấn đề mà chúng ta là người Việt Nam, mặc dù tôi nhập quốc tịch Mỹ, nhưng mà thực sự cái quê hương của mình vẫn là cái canh cánh trong lòng. Cái canh cánh trong lòng Việt Nam mà chúng ta sẽ trao lại cho các thế hệ con cháu về sau sẽ là một Việt Nam như thế nào? Cái Biển Đông mà chúng ta từng nghĩ tới đó, một gia sản Việt Nam, một cái balcony Việt Nam, một cái bầu bao lưng của Việt Nam nhìn ra thế giới. Việt Nam từng biết là một ngã tư quốc tế, Việt Nam từng biết là một giao điểm hội tụ của các Đông Tây. Thì cái Việt Nam mà chúng ta sẽ để lại cho con cái, để là con cháu cho thế hệ hậu sinh, sẽ là một Việt Nam như thế nào? Cho nên chúng ta thấy một sự thay đổi đang diễn ra ở mức độ cấp bách và khẩn cấp và rất là nguy hiểm. Cho nên chúng tôi muốn đề cập vấn đề này theo hai cái loạt bài. Bài thứ nhất chúng ta nói về cái vấn đề phân tích tình hình. Bài thứ hai sẽ nói về cái đúng cuộc đề. Đấu đá nó sẽ như thế nào. Có phải đến một chiến tranh định mệnh mà chúng ta từng nghe nói đến không?
Thì đầu tiên ta nói đến quốc gia mà được ồn ào nhất hiện nay là quốc gia Phi Luật Tân. Thì chúng ta biết rằng cái lịch sử quan hệ giữa Mỹ Phi Luật Tân như chúng ta đã đề cập vừa rồi là có khi thăng, khi trầm, khi lên, khi xuống. Nó bởi qua những chiều trọng tống khác nhau, bởi qua những cái hoàn cảnh chính trị và thế giới và khu vực khác nhau. Cho nên Mỹ đã từng bị đuổi ra khỏi Phi Luật Tân, đóng cửa căn cứ quân sự. Rồi gần đây trong chính sách chuyên trục mới bắt đầu thiết lập lại những mối quan hệ giữa Mỹ và Phi Luật Tân. Thì chúng ta biết là khi mà ông Tổng thống mà Phi Luật Tân, ông Duterte, ông lên cầm quyền, thì ông dùng, ông thực hiện lời hứa ông với người dân Phi Luật Tân là ông sẽ tiêu diệt những cái thành phần gọi là buôn bán ma túy. Buôn bán ma túy. Và khi ông lên cầm quyền, như cái lời hứa lúc tranh cử Tổng thống đó, ông là một người khuynh tả. Nếu muốn nói là một thằng cộng sản Phi Luật Tân thì là tên khuyên tả, và theo cái chủ nghĩa mà người ta là populism, là chủ nghĩa dân túy, là họ, ông dùng cái lời hứa là ông sẽ thanh lọc, sẽ tiêu diệt thành phần buôn bán ma túy, thành phần tội ô, thành phần tội phạm, để bảo vệ cái người dân Phi Luật Tân, để xây dựng một nước Phi Luật Tân trong sạch, không tham nhũng và ít tội phạm, không tội phạm. Cho nên những người mà theo khuyên hướng dân túy đó, họ lấy cái chiêu bài vì dân đó, họ thu hút số cử tri khổng lồ. Và chính vì cái chính sách dân túy đó, ông Duterte đã thắng đối thủ một cách mà ta gọi là landslide, một cách là tàn bạo, một cách rất là ác đảo, và ông trở thành một người tổng thống được dân Phi Luật Tân rất là ủng hộ. Nhưng mà khi ông lên đó, ông thực hiện lời hứa đó đó, thì ông giết cho đến giờ này trên 5.000 người, kể cả những thành phần nghi can cũng bị giết luôn. Cho nên ta thấy rằng cái việc là giết chóc mà không đúng luật, không tôn trọng luật pháp, giết tàn bạo như vậy, nó gây cho một cơn sốc đối với các nước phương Tây, các nước mà tôn trọng vấn đề nhân quyền, tôn trọng với cái đề luật lệ, tôn trọng với đề pháp trị. Nếu có tội thì ra tòa xử, và anh chỉ có thể thi hành cái bản án của tòa án, có thể tù đầy, có thể bị chế tài, có thể bị phạt, có thể bị xử tử. Nhưng mà anh cho một lực lượng cảnh sát để xử tử như vậy, để tiêu diệt con người như vậy mà không qua cái tiến trình tòa án, cái hành động đó là nó đi ngược lại pháp trị, đi ngược lại cái tiêu chuẩn mà nhân quyền, những lý tưởng của quyền tự do dân sự. Cho nên ông ta gặp bị chống đối từ Đức Giáo Hoàng, từ Tòa Thánh Vatican, từ châu Âu cho đến các nước phương Tây, đến đến Hoa Kỳ. Và ông ta chửi ráo tất cả những người trên, từ Đức Giáo Hoàng, kể cả Đức Giáo Hoàng, kể cả gọi ông Tổng thống Barack Obama là đồ chó đẻ, và chửi tất cả các nước phương Tây là đạo đức giả, và kể cả chửi ông Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, kể cả chửi chủ tịch của Nghị viện châu Âu, ông chửi sạch. Và lúc ông giận Phi Luật Tân, ông bảo là chuyển trục về Trung Cộng và chuyển trục về Nga. Vì ông cho là Trung Cộng và Nga tốt đẹp hơn, giàu có hơn. Trung Cộng, tại sao ta đi với Mỹ như chí vậy? Cho nên ông dắt phái đoàn âm Mỹ qua Trung Cộng và ca ngợi Trung Cộng tới bến, và chửi Tổng thống Barack Obama tới bến, chửi Mỹ tới bến, để làm vừa lòng Trung Cộng. Và thưa quý vị, sau đó nội các của ông ta đính chính, ông cũng nói đó là quan điểm cá nhân chứ không phải quan điểm của chính phủ, rồi cũng chẳng có một cái công hàm nào thông báo cho phía Mỹ là anh phải rút ra khỏi nước Mỹ, anh phải rút ra khỏi nước Phi Luật Tân. Cho nên cái câu nói trước nó đá câu nói sau, câu nói sau này đá câu nói trước, nên nó dẫn đến cái tình trạng người Mỹ gọi là confusion, một tình trạng mà lẫn lộn, không rõ ràng, bát nháo về chính sách của Phi Luật Tân đối với Hoa Kỳ thực sự như thế nào. Rồi khi ông Tổng thống mà tân Tổng thống Donald Trump lên đắc cử, thì ông gọi điện thoại chúc mừng,
Thì hai ông nói chúng ta cùng một cái những con chim cùng một cái cái lông cánh á, thì kết lại với nhau, tôi với anh giống nhau và rất là happy để làm việc với Donald Trump. Nhưng mà trong khi vừa tuyên bố thời gian gần đây sau khi ông Trump đắc cử tuyên bố rất happy làm việc với ông Trump, thì ông nói câu trước câu sau với Nga, với Tàu, với Trump chiếc này, ông nói lộn xộn tùm phèo hết đó. Nhưng mà có một cái điều gần đây đó, ông trở thành một cái phát biểu là goodbye America. Sau khi nói chuyện với Trump thì khác, bây giờ là goodbye America, là tạm biệt nước Mỹ. Bye bye America, tạm biệt nước Mỹ. Bởi vì sao? Ông bị hai cái đòn giáng xuống liên tiếp, là một tổ chức, hai tổ chức, mà gọi là nó là một tổ chức về viện trợ chính phủ Hoa Kỳ đó. Cái tổ chức về viện trợ chính phủ Hoa Kỳ là tổ chức nó mang tên là Millennium Challenge Corporation, tổ chức chuyên về viện trợ Hoa Kỳ. Thì cái tổ chức này nó chưa bỏ phiếu chống hủy bỏ viện trợ hay là chấp thuận viện trợ, nhưng nó quan tâm về cái vấn đề mà nhân quyền, vấn đề luật dân sự, tự do dân sự, vấn đề luật lệ, tôn trọng luật lệ, vấn đề pháp trị. Tại phía luật tân thì người ta nhảy dựng lên, ông ta nói là mình có thể bị đá ra khỏi cái chương trình này, phía luật tân bị đá ra khỏi chương trình này và của Mỹ. Và ông ta cho rằng, ông ta nói cách mỉa mai, ok, well, good, I welcome it, nói cách rất là cay đắng mỉa mai, ok, tốt, tôi đồng ý điều đó, tôi chào mừng điều đó. Anh cắt viện trợ tôi, đá tôi ra khỏi cái tổ chức này, không viện trợ chúng tôi nữa, tôi chào mừng điều đó. Nhưng mà cái câu nói rất là mỉa mai, rất là cay đắng. Và ông ta cho rằng là chúng tôi có thể sống sót, sống còn và không cần tiền viện trợ của Mỹ. Right? Thì ông ta nói, nhưng mà chuyện chưa hết. Chuyện mà tit for tat, ăn miếng trả miếng, ăn miếng trả miếng. Cái chuyện mà anh đục tôi đục anh, đường phải hai chiều, không phải chiều của anh qua tôi, chiều tôi qua anh. Anh không viện trợ tôi thì that's good, tôi welcome it. Nhưng mà anh cũng chuẩn bị cuốn gói ra khỏi nước Mỹ, mà tôi không cho phép. Tôi sẽ hủy bỏ hiệp ước năm 1998, là hiệp ước đó cho phép quân đội Mỹ đi vào cái Phi Luật Tân để cùng với Phi Luật Tân thực hiện các cuộc tập trận và thực hiện các cuộc tuần tra biệt tại Biển Đông. Cho nên đó, đoàn tuyệt lần này ông tuyên bố, nhưng mà lần này không biết ông có nói lại không, mà không biết là ông có nói là tính cách cá nhân hay nói tính cách là tổng thống là của chính phủ của Phi Luật Tân. Nhưng mà ông tuyên bố đe dọa trở lại là tôi có thể hủy bỏ cái hiệp ước với Mỹ năm 1998 về các vấn đề mà cho phép quân đội Mỹ hiện diện đồn trú tham dự đến Phi Luật Tân tập trận cái khu vực Phi Luật Tân. Thì đó, sau khi mà cái chuyện này vừa xảy ra thì một đoàn khác cũng xảy ra tiếp. Một cái tổ chức, một cái chính phủ Mỹ về viện trợ nhân đạo để về xóa cái nghèo nàn, thì đói và nghèo, thì đó, nó lại tuyên bố đã cũng xem xét lại cái sự viện trợ cho Phi Luật Tân. Bởi vì, cũng vì lý do nhân quyền, pháp trị và quyền tự do dân sự. Cho nên đó, cái tổ chức này trong cái năm cuối, trong những tháng cuối cùng của ông mà cựu tổng thống của Phi Luật Tân là ông Aquino, thì tổ chức này viện trợ là khoảng 400 nó khoảng trên 400 triệu, 400 mấy chục triệu đó, 40 triệu. 400 mấy chục triệu. Thì cái tổ chức này cũng đe dọa chỉ vài tháng tới họ sẽ họp lại để quyết định có viện trợ hay không, nhưng mà họ sẽ review lại, sẽ xem xét lại vấn đề nhân quyền, vấn đề quyền dân sự, vấn đề pháp trị của Phi Luật Tân. Thì ông Duterte là lần nữa cay đắng nữa, là chửi Mỹ nữa, cho rằng các anh làm vậy tôi cần quái gì Mỹ, anh cắt viện trợ that's fine, nhưng tôi cần quái gì anh, thì tôi ngã sang Tàu, tôi ngã sang Nga. Bởi vì Tàu và Nga ông ta dùng cái chữ này nè, ông cái chữ rất là cay đắng, ông dùng cái chữ cho nước Mỹ là bye bye America. Và ông ca ngợi Tàu và Nga bằng chữ gì anh biết không? Ca ngợi Tàu và Nga đó là những linh hồn tốt đẹp nhất, lịch sự nhất của hành tinh. Bởi khi ông qua Tàu thì ông nhận được cái viện trợ về cho vay, cộng cho vay khoảng 24 tỷ Mỹ Kim để thiết lập hạ tầng cơ sở.
và đầu tư về kinh tế tại Phương Tấn. Cho nên cái ông cảm thấy là bị lấn cấn với bị vấn đề nhân quyền, mà lại Tàu lại cho rằng cái chuyện anh làm vậy tốt, chả có gì sai hết, và ủng hộ ông ta về cái đường hướng của ông ta, về làm việc của ông ta, và đồng thời lại đưa ra còn cái một cái trao tay, một cái chương trình là 24 tỷ để cải tiến cái cơ sở hạ tầng và cải tiến cái vấn đề đầu tư giữa Trung Cộng và Phương Tân, khiến cho anh ta cảm thấy mình được vấn đề trọng dụng và ca ngợi hơn. Cho nên anh muốn tách ly khỏi nước Mỹ. Như vậy chúng ta hai vấn đề nhân quyền và vấn đề kinh tế đã thay đổi cái trục giữa Mỹ và Phi Đột Tân, cũng như Phi Đột Tân và Trung Cộng. Chưa hết, bây giờ chúng ta sang một cái chapter mới ở các quốc gia khác. Chúng ta thấy là sau cái Phi Đột Tân, cái cuộc mà ban giao giữa đồng minh Mỹ và đồng minh Phi Đột Tân trong rất là nhiều năm, khoảng 7 thập niên, đang đứng trước một nguy cơ đe dọa là Mỹ thất thế và mất cái Phi Đột Tân. Và Phi Đột Tân được bán đứng trong một nước Tàu. Right? Chúng ta nói điều này nữa, cái yếu tố này là một yếu tố rất, chúng ta chưa đứng vào đại quân xâm lược thứ 5 á, chưa nay ta nghe nói, mà nó rõ ràng ở tại Phi Đột Tân, rất rõ ràng, là cái người Phi Đột Tân một gốc Hoa đó, họ là có những cái tập đoàn về kinh tế rất là hùng mạnh. Và cái tập đoàn đó không những hùng mạnh về kinh tế, họ ảnh hưởng về chính trị. Giống như khu vực Chợ Lớn đối với Việt Nam của chúng ta trước năm 1975. Cho những cái tay tài phiệt mà người Phi gốc Trung Quốc, gốc Hoa đó, nó thao túng cái chính quyền Phi Đột Tân rất là nhiều. Và đó, trong cái chuyến đi giữa ông Duterte, của ông Duterte sang Trung Quốc, thì trong cái đoàn hùng hậu mấy trăm nhà doanh thương đó, thì hầu hết là những người doanh thương, người Phi Đột Tân gốc Hoa. Và họ đã làm ăn lâu năm ở Trung Hoa, và họ đã làm ăn lâu năm ở Trung Cộng, và bây giờ họ qua với đó. Cho nên cái ảnh hưởng đằng sau hậu trường chính trị là ảnh hưởng về kinh tế của giới đại gia, giới tài phiệt của người Phi Đột Tân gốc Hoa đã đóng vai trò đáng kể trong cái chuyển trục của Phi Đột Tân sang Trung bên Cộng. Trung Cộng. Do vậy thì chúng ta thấy bài học này, cái đào quân xâm lược thứ năm qua Phi Đột Tân, ta thấy rằng kẻ nào cầm kinh tế thì kẻ đó có cái quyền năng, siêu quyền lực trong vấn đề chính trị. Và con đường của Tổng thống Duterte đi đó bị trong cái vòng quay của giới quyền lực tài phiệt của Phi Đột Tân. Mà cái giới quyền lực của tài phiệt Phi Đột Tân thì bị ảnh hưởng Mỹ rất ít, mà bị ảnh hưởng của Trung Cộng rất là mạnh. Nhưng mà tự chung lại, cái vấn bài nổi của nó đó vẫn là vấn đề nhân quyền, vấn đề pháp trị, vấn đề quyền tự do dân sự. Nhưng mà vấn đề chính bên trong là cái sự ảnh hưởng của giới tài phiệt của Phi Đột Tân với các chính sách ngoại giao, kinh tế, đầu tư của Tổng thống Phi Đột Tân hiện nay là Duterte. Thì Mỹ đang thua trên cả ba phương diện ở tại Phi Đột Tân. Và cái chuyện mà không biết ông Trump sẽ phải đối xử vấn đề Phi Đột Tân như thế nào, mặc dù cái ouverture, cái màn mở đầu của ông Trump và ông Duterte có nhiều chemistry, có nhiều cái điểm tương đồng và hai tay có vẻ hợp nhau. Thì hy vọng rằng cái chính sách mới của ông Donald Trump có thể kéo Phi Đột Tân ra khỏi cái quỹ đạo quyền lực, tiền bạc, ảnh hưởng của Trung Quốc. Cho nên đó là một cái điểm thắt nút rất là quan trọng trong cái cuộc chiến tại giành quyền lực, giành ảnh hưởng tại Biển Đông, Đông Nam Á và châu Á hiện nay giữa Mỹ và Trung Cộng. Vấn đề thứ hai trở lại, sau khi mà Phi Đột Tân làm như vậy thì ngay lập tức một cái Malaysia cũng có những hành động gây bất ngờ, đột ngột, cũng chuyển trục mạnh mẽ từ phe Mỹ sang phe Trung Cộng. Chúng ta biết rằng lâu nay Mỹ với lại mà Malaysia nó có những cái cây đắng, tại vì Malaysia có những cái hợp tác quan hệ về quân sự với nước Nga một cách mạnh mẽ, và Nga với Tàu lại hợp tác với châu nữa. Cho nên cái nó giống như hạt sạn trong sách ngoại giao vậy. Cho giữa Mỹ và Malaysia khi buồn khi vui,
khi nóng khi lạnh, mà thái độ thân thiện ở chừng mực rất là vừa phải. Thì sau khi mà ông mà thủ tướng của cái nước Mã Lai đó là ông Najib Razak, cái nhân vật này đó, thì chúng ta biết cái nhân vật này á là cùng có trong cái phần hùng và cũng là cái người mà thành lập cái công ty là Malaysia Development Berhad, một công ty làm ăn, một tập đoàn tài phiệt của Malaysia mà ông thủ tướng có làm của Malaysia là Mahathir Mohamad, là ông Najib Razak ấy, thì từ cái thời đó, từ thời cựu thủ tướng tới thủ tướng hiện nay là Najib Razak, thì nó có những cái làm ăn kinh tế mà bị Hoa Kỳ chỉ trích vấn đề hợp pháp và vấn đề rửa tiền, vấn đề tham nhũng. Cho nên cái cây đắng giữa vị thủ tướng mà Najib Razak này của Malaysia với Mỹ ngày càng cạn nứt. Và sau khi Việt Tân mà chuyển trục về phía Trung Cộng thì thủ tướng này đã quyết định nghiêng về phía Trung Cộng. Và lần này là mua vũ khí, lần đầu tiên trong lịch sử của Malaysia thì có cái hợp đồng là mua vũ khí từ Trung Cộng. Cho nên á, và sau khi mua vũ khí như vậy thì nhân vật mà thủ tướng Najib Razak này đó, là có cái thường hay phát biểu mà chống phương Tây và chống Hoa Thịnh Đủ. Thì tới sau khi cái Phi Lục Tân và tới Malaysia thì cũng đang tách trục một cách đột ngột, ồn ào, náo nhiệt về phía Trung Cộng mà quay lưng lại phía Mỹ. Như vậy chúng ta thấy 10 quốc gia vùng Nam Nam Á thì có hai nhân vật vừa liên quan trong cái việc tranh chấp chủ quyền biển đảo với Trung Cộng, nhưng mà vì kinh tế, vì quân sự, vì các phương diện khác lại chuyển trục về phía Trung Cộng, khiến cho Mỹ bị thụt lùi rồi. Bị thụt lùi trong cái mối bang giao, trong quan hệ với Malaysia, và đang đứng trước sự mất cái đồng minh Mã Lai. Rồi chúng ta thấy điều gì nữa? Ta thấy cái vấn đề mà Lào, thì đầu năm 2016 này Lào cũng tuyên bố là gần gũi với Trung Cộng, bởi vì cái sự đầu tư của Trung Cộng ở tại Lào rất là lớn, và Lào muốn lấy thêm cái đầu tư nhiều hơn để cải thiện cái cơ sở hạ tầng của nước Lào, đồng thời đó là muốn phát triển kinh tế qua cái đường là tơ lụa, đường thương mại tơ lụa của Trung Quốc. Cho nên Lào gần với Trung Quốc hơn, gần với Trung Cộng hơn, trong khi chúng ta thấy Mỹ là cũng có một chút ảnh hưởng nhỏ ở Lào qua ảnh hưởng của Việt Nam, nhưng mà căn bản mà nói thì Lào gần một nước láng giềng của Trung Cộng, và về kinh tế, về quân sự, về đầu tư, về ngoại giao bị Trung Cộng khống chế hơi nhiều. Như vậy chúng ta thấy nước thứ ba trong 10 quốc gia Đông Nam Á bị ảnh hưởng của Trung Cộng khá nặng về vấn đề ngoại giao, về vấn đề kinh tế, về vấn đề quân sự. Được Campuchia nữa. Cái vấn đề thứ tư nữa, quốc gia thứ tư là Lào. Thì Lào đó, và quốc gia thứ tư là Campuchia. Thì chúng ta thấy là Campuchia càng ngày đó gần như là một lệ đồng minh. Đồng minh rất là thân cận của Trung Quốc, mà từng đã có ký những cái bản mà thông cáo chung không ký, dẫn đến cái sự sụp đổ của Mỹ đối với cái vực hợp với các đồng minh vùng Đông Nam Châu Á qua cái sự phủ định phủ quyết của Lào. Bởi vì các nước Đông Nam Á theo chính sách là consensus, là một cách 100%, thì khi nào các quốc gia đồng thuận, 10 quốc gia đồng thuận hết thì mới thành một cái quyết định chung. Okay, yeah. Cho nên khi các quốc gia nào phủ nhận thì cái điều đó không thành. Cho nên cái sự phủ nhận của Campuchia trong những cuộc họp trước đây đối với Trung Quốc về vấn đề Trung Quốc thì Campuchia là nghiêng ngả về phía Trung Quốc, dẫn đến nhiều cái thông cáo chung, nhiều hiệp định để đối phó Trung Quốc không ký được. Và trong đặc biệt là sau chuyến đi vào tháng 10 2016, khi mà ông Tập Cận Bình sang thăm Campuchia
thì ông Thủ tướng Hun Sen tuyên bố là Trung Cộng là đồng minh gần gũi nhất, thân mật nhất của Campuchia. Và ngược lại, Tập Cận Bình viện trợ cho Campuchia rất lớn, xóa nợ, rồi viện trợ, rồi đầu tư rất là lớn. Và thưa quý vị, còn giúp cho cái chính phủ của ông Hun Sen đàn áp những đối lập ở tại Campuchia. Cho nên Campuchia trở thành một cái quốc gia thứ tư ngoài cái tầm tay của Mỹ mà nghiêng về phía Trung Cộng. Còn cái vấn đề mà chúng ta thấy, vấn đề mà Miến Điện thì gần đây có những xu hướng dân chủ hóa và gần gũi Mỹ hơn. Nhưng mà trong chuyến đi đầu tiên của bà Aung San Suu Kyi ra ngoài quốc ấy, thì quốc gia đầu tiên bà đến thăm là Trung Quốc. Mà Trung Quốc từ lâu nay đó, dưới cái tập đoàn của Quân Việt ấy, thì Trung Quốc và Miến Điện nó có những quan hệ kinh tế, quan hệ quân sự, quan hệ chính trị, quan hệ ngoại giao rất gần gũi. Tuy là bà Aung San Suu Kyi đã lật ngược được thế cờ dân chủ hóa của Miến Điện, nhưng mà cái ảnh hưởng của Trung Cộng bà không thể xem thường được. Trên chuyến đi đầu tiên ấy, bà ra ngoài quốc ấy, sau khi bà là trở thành gần như một cái lãnh tụ của Miến Điện ấy, thì để trấn an, ve vuốt và ổn định một cái đồng minh kinh tế mạnh nhất của Miến Điện chứ không phải là Mỹ. Và chính sách của Miến Điện bây giờ là đi đang đi dây, vừa giữ mối quan hệ với Trung Cộng mà vừa cũng cố gắng cải thiện cái mối quan hệ với Mỹ. Cho nên chúng ta thấy Mỹ có Miến Điện cũng không đáng kể, mà Miến Điện cũng không phải là chống Trung Quốc. Chúng ta thấy là quốc gia thứ năm này, đúng không? Đủ dài. Cho nên đó, tới việc Việt Nam đi, Việt Nam thì có lẽ không anh chàng nào hiểu việc Trung Cộng và Việt Nam ấy. Chúng ta hiểu Trung Cộng là tới 4.000 năm mà chưa phải hiểu Trung Cộng mới đây. Và chính vì Cộng sản Việt Nam hiểu rõ Trung Cộng nhất, người Việt Nam hiểu rõ Trung Cộng nhất, sợ hãi. Cho nên đó, từng bước tách ra khỏi Trung Cộng để đi vào cái cựu thù trong cuộc chiến tranh Việt Nam là Mỹ, để cải thiện, dùng Mỹ để ba lăng, dùng quân bình hóa chính sách với Trung Cộng. Và nhưng mà rồi đó là Việt Nam thì trong nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam là những tay nô lệ và tôi tớ của Trung Cộng không phải là ít. Do vậy có gần với Mỹ nhưng không phải là quay lưng Trung Cộng, thì cũng đi hàng hái, cũng tranh tìm kiếm để kiếm những cái đối tác về quân sự, về chính trị, về ngoại giao, để vừa phát triển kinh tế, để vừa phát triển cái thế đứng trên chính trường thế giới thì cần tới Mỹ, right? Nhưng mà bảo rằng đi theo Mỹ để chống Trung Cộng thì chưa dám. Cho nên ván cờ Việt Nam là ván cờ vẫn còn tay mặt tay trái, lá úp lá ngựa. Một ván cờ là 50-50 ở bên này và bên kia. Chúng thấy Malaysia, Singapore thì gần Mỹ hơn. Nhưng mà nhỏ quá. Singapore tầm ảnh hưởng về thế và lực, về quân sự, về chính trị lại không đủ mạnh, về kinh tế thì mạnh. Cho nên chúng ta điểm qua một khu vực ở Biển Đông như vậy đó, chúng thấy rằng hơn một nửa đã tách trục hoặc đang tách trục hoặc đang đi dàn hai. Có một quốc gia nào, nếu mà để cái nói là more likely là Singapore, một phần nào đó của Malaysia, một phần nào đó của Việt Nam. Nhưng mà như vậy đó, chúng ta thấy rằng cái ván cờ tại Biển Đông đang bất lợi với nước Mỹ. Nước Mỹ đang bị thất thế ở tại Biển Đông về mặt chính trị, quân sự, kinh tế và ngoại giao. Cho nên đó, khi mà Trump thừa hưởng một cái chính sách, sự đồng minh ấy, tại Biển Đông ấy, tại 10 quốc gia Đông Nam Á, thì ông ta thấy nhiều rạn nứt, nhiều đồng minh đã chắp cánh bay, nhiều đồng minh ấy, không rõ ràng, thì muốn thắng Trung Cộng tại Biển Đông ấy, muốn xác lập cái thế độc tôn nước Mỹ tại Biển Đông, xếp lập cái trật tự thế giới tại Biển Đông, thì Donald Trump
phải có những cái biện pháp, mà những biện pháp đó có thể trấn an được đồng minh và có thể những trừng phạt với những cái quốc gia đi về phía địch. Và như vậy đó thì Biển Đông mới có thể an toàn. Bởi vì không làm được, nếu 8 năm nữa mà ông Trump không, 6 năm, 4 năm nữa mà ông Trump không giải quyết được vấn đề Biển Đông đó, thì có thể Mỹ đứng trước cái đe dọa là bị mất Biển Đông, mất Đông Nam Á, mất châu Á, Thái Bình Dương về phía Trung Cộng đặt đúng. Nhưng mà cái mất này nữa, nó mất rất là nhiều thứ. Mất rất là nhiều thứ. Mất không những về vấn đề quân sự, chính trị, ngoại giao và kinh tế nữa. Trong lúc đó đó thì ông Barack Obama cố gắng làm một TPP, cộng với chính sách để yểm trợ chính sách chuyển trục về Đông Nam Á và châu Á. Thì giờ đó chính sách chuyển trục thì các nước đồng minh tan vỡ. Và chính sách của TPP là bất thành. Thì cái gia sản, cái di sản của Tổng thống Barack Obama để lại tại Biển Đông là thưa quý vị, được xem là nó nhiều cái tiêu cực hơn, nó nhiều cái setback, thụt lùi hơn là cái thế thượng phong và thế đi lên. Dạ vâng. Cho nên chúng ta, câu hỏi của tất cả mọi người, câu hỏi của tất cả các nước lãnh đạo Đông Nam Á, câu hỏi tất cả những người liên quan đến khu vực này, quan tâm khu vực này, đều cho rằng ông Trump sẽ giải quyết cái ván cờ tại Biển Đông, tại Đông Nam Á, châu Á, nó sẽ như thế nào. Không phải chỉ với các nước Đông Nam Á, châu Á, mà cái vấn đề tại Nam Hàn đang cũng là rắc rối nữa. Cái đảng cầm quyền thân cận nhất của Mỹ trong mấy thập niên vừa qua, bây giờ thì cũng đang, cái bà tổng thống bây giờ cũng đang bị bãi nhiệm nằm đó, đang chờ cái tòa hiến pháp phán quyết. Nhưng mà cái thành phần dân chúng đang nghiêng về cái phía của đảng đối lập. Và có thể trong cuộc bầu cử tới, nếu có đó, xảy ra sớm, thì có thể nói rằng là cái cơ may của đảng đối lập đã thắng rất lớn. Và đảng đối lập là không muốn Mỹ làm một cái puppet, mà con bù gì của Mỹ, trong việc là có thể họ chống đối lại chính sách đưa cái hỏa tiễn chống đạn đạo THAAD vào trong khu vực Nam Hàn. Và có thể là họ tìm một cái cách mà ba lăng xóa với Trung Quốc để từ đó gây áp đảo, khống chế bớt Bắc Hàn để Nam Hàn bớt nguy hiểm. Chứ cái con đường đó nếu nó đi như vậy đó, thì con đường này cũng có thể rebalance cái mối quan hệ với Mỹ và tìm cái thế quan hệ mới với Trung Quốc để dùng Trung Quốc, đổi cho Trung Quốc một cái thế là kiểm soát Bắc Hàn bớt hung hăng hơn. Và như vậy Nam Hàn mới yên thân hơn, mới an bình hơn, mới chuyển trục sang phía Trung Quốc. Thì cái điều đó nếu nó xảy ra nữa thì cả cái vùng Bắc Á, Đông Á và Đông Nam Á, Mỹ, đồng minh của Mỹ càng ngày càng hiếm dần. Ngoại trừ Nhật, có thể hiện nay là Nam Hàn, nhưng mà tương lai thì cũng nguy hiểm. Và Đài Loan và một số các quốc gia khác như Singapore, thì chúng ta thấy cái và Ấn Độ. Thì như vậy chúng ta thấy rằng nếu tính ra trước đây 8 năm thì cái trận đấu mà chuyến trục về Á Châu của Tổng thống Barack Obama không có kết quả tốt đẹp. Và thưa quý vị, còn thậm chí đã mất thụt lùi của ảnh hưởng của Mỹ tại Đông Nam Á và châu Á. Vâng. Cho nên ông Donald Trump làm cái gì trong bối cảnh này, chính sách gì, đối phó thế nào, ảnh hưởng thế nào, thì ông vừa mở màn bằng cái trận đấu với chính sách mà Đài Loan, Đài Loan là một cú ngoạn mục. Nhưng mà ông đã nói trước cái kỳ mà ông ta lên nhậm chức, vậy khi ông nhậm chức ông còn nói như vậy nữa không, hay là bị nội các, hay là bị các cái chuyên viên về ngoại giao, các chuyên viên khác cố vấn lại. Cho nên chúng ta chưa biết là như thế nào. Cho cái chính sách ở tại Biển Đông đó, và cái vận mệnh của Việt Nam đó, thì thưa quý vị, chúng ta còn chờ thêm những cái đường lối mới, những cái thông tin mới để từ đó mà xác định. Nhưng mà cái tổng quan thì có thể nói rằng nếu cái chính sách và chuyển trục ồn ào về Trung Quốc nó xảy ra mạnh hơn đó, thì kể cho Việt Nam cũng không ngoại lệ bị lôi cuốn theo một đường đó. Dạ. À, cảm ơn anh Nguyễn Xuân Nam rất là tỉ mỉ, bởi các quốc gia mà chúng ta vừa thấy, đặc biệt là 10 quốc gia Đông Nam Châu Á là ảnh hưởng trực tiếp dưới cái Biển Đông, và đồng thời cũng là những quốc gia chung một cái số phận của chính đường lưỡi bò, dường như là Trung Cộng đang đưa ra bủa vây hết tất cả. Thì thưa quý vị, qua cái sự phân tích mà chúng tôi đã cảm thấy rằng cái điều đó là một cái sự thật mà người ta đã thấy qua nhiều quốc gia, trong đó Lào, Campuchia và Philippines, thì dường như chúng ta đã thấy cái sự nghiêng ngả một cách trực tiếp hơn.
Việt Nam hiện tại đó là một quốc gia giống như là Miến Điện, cũng đi hàng hai. Tuy nhiên cái hàng hai này nó vẫn bị cái sự kiềm chế và ảnh hưởng của Trung Quốc mạnh hơn, là bởi vì bà con xa không bằng láng giềng gần. Cái chuyện đó là cái chuyện dứt khoát và rõ ràng như vậy. Nhưng mà Việt Nam hiện giờ thì chúng ta biết rằng, như anh Nguyễn Xuân Nam đã phân tích rằng, chúng ta sợ quá rồi, sợ 4.000 năm chứ không phải mới đây. Cho nên chắc chắn rằng cái sự thông minh và cái sự khôn ngoan đó đã khiến cho Việt Nam càng ngày càng đi dần với Hoa Kỳ hơn là đi với Trung Cộng, mặc dù Trung Cộng là cái nước cùng chia sẻ cái quan điểm cộng sản với nhau. Thưa quý vị, cái ảnh hưởng mà chúng ta nhìn thấy đó nó bất lợi không phải riêng cho Đông Nam Châu Á, mà cái sự kiện của Trung Cộng chiếm đoạt Biển Đông hay là trở thành một cái chủ nhân ông ở Thái Bình Dương là một cái mối đe dọa, như là cựu Thủ tướng Lý Quang Diệu của Singapore trước đây đã từng nói rằng, nếu Hoa Kỳ không chiếm cứ Biển Đông để trở thành một quốc gia hùng mạnh thì Hoa Kỳ sẽ là một quốc gia ăn hận rất nhiều. Cho nên từ cái câu nói một cách cảnh cáo như vậy, chúng tôi tin chắc rằng Hoa Kỳ phải có những chính sách một cách cụ thể hơn, là bởi vì hiện giờ đó dường như là một mớ bòng bong. Đối với Hoa Kỳ thì cái ảnh hưởng tại Á Châu, Thái Bình Dương không còn gì cả, ngoài Nhật Bản cũng như là Úc Đại Lợi cũng như là Ấn Độ. Nhưng mà cũng chưa chắc là trong tương lai như thế nào, bởi vì chúng ta không biết được cái tình trạng như thế này như thế nào, khi mà những cái hiệp ước TPP cũng như là những cái sự chia sẻ về kinh tế nó bị rạn nứt hơn. Cho nên kính thưa quý vị, đây là một cái vấn đề mà chúng tôi nghĩ rằng trong tương lai nó sẽ có rất nhiều những cái biến động. Vậy thì cái việc gì mà nó xảy ra, những cái ảnh hưởng như thế nào, đường tốt đẹp như thế này, đường nghĩa là phát triển, đường muốn xoay trục về Á Châu, Thái Bình Dương nghĩa là rầm rộ cách đây 8 năm, tại sao cho đến giờ phút này thì cả một cái di sản của Tổng thống Barack Obama dường như bây giờ chúng ta thấy rằng nó quá tiêu cực như vậy. Vậy thì tại sao cái hiện tượng đó nó lại xảy ra thưa anh Nam? Có lẽ chúng ta giống như giải bài toán đi. Nếu cái cách này mà giải không được, giải không hiệu quả, giải không đúng, thì phải chọn cách khác, một cái alternative solution, một cái giải quyết thay thế, một cái giải pháp thay thế. Cái mà chúng ta chờ đợi ông Donald Trump là cái giải pháp thay thế đó là giải pháp gì? Cái đó rất là quan trọng. Cái giải pháp thay thế đó là giải pháp gì? Và cái giải pháp đó nó được tested, nó được chứng tỏ, được thử thách qua cái thực tế nó như thế nào. Nói một đường nhưng mà làm được đường đó hay không làm chuyện khác. Trên các quốc gia vùng Đông Nam Á họ đang chờ đợi. Nhưng mà trước khi ta nói vấn đề này thì ta phải phân tích đó là cái bệnh. Nếu coi đó là cái bệnh, cái mối quan hệ giữa Mỹ và các nước Đông Nam Á và châu Á đang là cái bệnh, thì là bệnh gì và cách chữa trị nó phải như thế nào? Cái bệnh đầu tiên cho ta thấy đó, sở dĩ ông Duterte mà ly khai với Mỹ bởi vì cái chỉ trích của Mỹ về nhân quyền, vấn đề nhân quyền. Vậy trong khi đó, khi mà Mỹ chỉ trích về nhân quyền thì ông ta nổi điên lên, nổi giận lên và phát biểu lung tung và đòi tách ly khỏi Mỹ và ca ngợi kẻ thù của Mỹ. Vậy thì ông Duterte đó sợ ông như vậy thì ông Trung Cộng đưa tay ra liền bảo rằng tôi ủng hộ anh chứ, anh làm đúng, tôi viện trợ cho anh làm cho tốt hơn, right? Thì ông Duterte lại ngã về phía Trung Cộng phải, right? Thì đó, nếu mà vẫn tiếp tục chỉ trích về vấn đề nhân quyền của Duterte thì chắc là ông Trump cũng sẽ không được lòng với ông Duterte, và cái chỉ trích đó có thể mất cái chỗ đứng một phần của Mỹ tại Biển Đông để phương tâm về Trung Cộng mạnh hơn. Cho nên khi ông Trump ông lên, trong khi ông Duterte gọi ông Trump, thì ông Trump muốn nói rất là đơn giản: việc làm anh đúng, tôi ủng hộ anh. Cái câu nói của ông Trump nó làm cho anh Duterte sướng lắm. Và ông ta chờ Obama chấm dứt và ông ta thiết lập mối quan hệ mới với tân tổng thống Hoa Kỳ là ông Trump. Như vậy đó, rồi đó, cũng Malaysia cũng chỉ trích về vấn đề nhân quyền. Vấn đề đầu tư, vấn đề rửa tiền, vấn đề pháp luật. Kiếm trong thủ tướng của Malaysia cũng chạy qua phía Trung Cộng, right? Như vậy thì rõ ràng qua những trường hợp như vậy thì cái điều đầu tiên á, nếu mà anh chỉ trích một quốc gia khác về cái việc làm phi pháp của chính phủ đó, về nhân quyền, về quyền dân sự, về pháp trị,
thì khó lòng xây dựng được mối quan hệ, mối quan hệ tốt đẹp. Như vậy cái điều này nói ra thì Việt Nam, các nhà đấu tranh dân chủ Việt Nam cũng sẽ gặp khó khăn, bởi vì Mỹ sẽ không ép nặng chính phủ Việt Nam phải cải tổ nhân quyền. Và như vậy các nhà đấu tranh về dân chủ, nhân quyền, tự do, pháp trị của Việt Nam sẽ gánh nặng trên cái đôi vai của mình nhiều hơn. Bởi vì chính các anh, chính người dân Việt Nam sẽ quyết định vận mệnh. Nhưng mà sự trông đợi, sự can thiệp mạnh mẽ từ Hoa Kỳ, vấn đề nhân quyền sẽ bị hạn chế và khó khăn hơn trước đây. Như vậy đó, cái chính sách của ông Trump về vấn đề giao tiếp quốc tế liệu có coi trọng về vấn đề nhân quyền như trước đây không? Và nếu coi trọng và áp lực các quốc gia đồng minh, các quốc gia đang có thương thảo Hoa Kỳ về vấn đề đó, thì cái hậu quả có khi không thỏa mãn được mục tiêu của mình, họ không nghe mình, mà có khi đổi lại bằng vấn đề lạnh lùng hay chuyển trục sang Trung Cộng. Cái đó là cái vấn đề mà tôi nghĩ được rất khó. Nếu Mỹ không cái dương cái ngọn cờ nhân quyền và tự do dân chủ thì ai trên thế giới này sẽ dương ngọn cờ đó? Lý tưởng của Mỹ trong mấy trăm năm từ thời lập quốc á, là vấn đề tự do và nhân quyền con người. Vậy vấn đề đó sẽ được áp dụng như thế nào trong vấn đề tranh giành quyền lực với Trung Quốc, ảnh hưởng Trung Quốc, về kinh tế Trung Quốc, về ngoại giao Trung Quốc, mà giải quyết vấn đề này cùng song hành, cái hiệu quả ra sao? Cho nên tôi nghĩ đây là vấn đề nhức đầu rất lớn của ông Trump và cái ban tham mưu của ông ta. Cho nên làm sao vừa phát triển được các vấn đề giao tế, hợp tác quân sự, hợp tác ngoại giao, đồng hành về một hướng đó và cũng đồng hành luôn với vấn đề nhân quyền, vấn đề mà pháp trị, vấn đề tự do, vấn đề dân chủ, là một thử thách rất là lớn đối với ông Trump trong ngày đi tới. Dạ vâng. Đó vấn đề thứ hai. Chúng ta thấy rằng Trung Cộng hiện nay cái ảnh hưởng về kinh tế của Mỹ ở tại châu Phi, ở tại Nam Mỹ, ở tại châu Á, Trung Cộng tràn ngập đầu tư. Tài văn mang túi bạc kè kè, nói bậy nói bạ, nó nghe ầm ầm. Mỹ sẽ đối phó vấn đề kinh tế, vấn đề thương mại, vấn đề đầu tư như thế nào với các quốc gia để giữ được cái ảnh hưởng về nồi cơm, về bát gạo, về đời sống người dân, vấn đề kinh tế các quốc gia đó, là một vấn đề thứ hai cũng rất nhức nhối. Cho nên cái chính sách về kinh tế toàn cầu của Mỹ sẽ ra sao? Bây giờ Mỹ đang bị quốc tế cho rằng đang theo đuổi cái chính sách bảo hộ mậu dịch, thì đó cái bảo hộ mậu dịch đó, ví dụ đánh thuế lên sản phẩm Trung Quốc 35%, đánh thuế lên các cái công ty của Mỹ mà sản xuất ở Trung Quốc thì trở về Mỹ 35%, tăng thuế xuất của Trung Quốc lên, thì Trung Quốc bên kia đòi giật lại các hãng mà xe hơi của Mỹ tại Trung Quốc. Như vậy cuộc chiến tranh về, không bên cạnh chiến tranh về tạo ra cái sức ép về đồng minh, nền bá chủ toàn cầu, có dính với nhân quyền hay không, dính với dân chủ, đòi hỏi dân chủ và vấn đề nhân quyền hay không, là một chuyện. Rồi chuyện thứ hai, chính sách về kinh tế, thuế má, tiền tệ như thế nào đối các quốc gia khác để giữ cái vấn đề xuất nhập cảng của Mỹ sang các quốc gia khác và nhập cảng hàng hóa các quốc gia khác về Mỹ, trong đó đặc biệt là khu vực Đông Nam Á và châu Á, thì cái chính sách này sẽ như thế nào, là một cái câu hỏi thứ hai rất là lớn đối với Donald Trump, đúng không? Cái chính sách thứ ba nữa là đối phó với cái con đường tơ lụa chạy qua trên 60 nước của Trung Cộng, chạy ngập tràn sang Bangladesh, Ấn Độ, Miến Điện, Lào, Campuchia, sang cái vùng Trung Đông, sang vùng châu Âu, thì Mỹ, cái chính sách nào của Mỹ về vấn đề mà kinh tế để kết hợp lại
một cái khối kinh tế lớn. Trong khi trong chủ trương, tối qua tôi vẫn nghe ông nói là vấn đề mà America First, thì cái chính sách được vận hành song song phương nhiều hơn là đa phương, thì chính sách như thế nào? Cho nên chúng ta thấy rằng chính phủ Trung chưa thực sự thịnh hành, chưa sự nhậm chức, nhưng mà chúng ta chia sẻ được những cái khó khăn mà chính phủ này đang phải làm lại sau một thời gian khá nhiều thụt lùi và đổ vỡ của chính phủ Tổng thống Barack Obama. Cho nên chúng ta thao thức về cái ngày mai nước Mỹ, chúng ta thao thức về tương lai nước Mỹ, chúng ta thao thức về ngày mai nước Việt Nam và tương lai của Việt Nam, từ kinh tế, chính trị, quân sự, vấn đề nhân quyền. Cho nên thú thật mà nói, khi mình nhìn như vậy thì mình nhìn một cái thế trận mà Mỹ phải đương đầu trong thời gian tới. Một cái thế trận bây giờ, ngày xưa đó Mỹ gần như được vô địch tuyệt đối, và nước Mỹ là sau cái thời chiến tranh lạnh là nước Mỹ là đơn cực siêu cường, siêu cường duy nhất. Nhưng bây giờ các cái thế lực đang ảnh hưởng, ví dụ trong năm nay người ta vẫn coi là Tổng thống Nga là nhân vật quyền lực nhất của thế giới, chứ không phải là Tổng thống Barack Obama. Bởi vì ông ảnh hưởng khá nặng, xâm chiếm, sáp nhập Crimea, rồi đòi tấn công NATO, đúng không? Rồi đó là ảnh hưởng cái bầu cử của Mỹ, rồi là đó là vấn đề chiến tranh Syria, đang thao túng trên cái mặt trận Syria. Cho ông mà Putin đó, và nước Nga người cũng cái ảnh hưởng cái thế giới rất là mạnh, người quyền lực thế giới rất là mạnh. Dạ vâng. Rồi Tập Cận Bình trở thành một cái quốc gia mà siêu cường đang lên. Thì trong cái bối cảnh như vậy, nước Mỹ không phải là một cái siêu cường đơn cực và duy nhất nữa. Cho nên khi mà chọc giận trước, và thí dụ ông Obama chọc giận nhân quyền của Phi Hạt Nhân ấy, mà nếu không có, chỉ có Mỹ là đơn vị, là quốc gia mà siêu cường duy nhất ấy, thì Phi Hạt Nhân sẽ chắc dám phản ứng như thế này. Nhưng bây giờ anh có những cái thay thế, cấm bán vũ khí cho Phi Hạt Nhân thì nói ok, that's fine, mua tàu. Right. Cho nên cái vận hành nước Mỹ sẽ thời kiểm Trump sẽ vận hành trong cái thế giới đa cực với nhiều siêu cường, ít nhất là những siêu cường đang lên, thì cái vận hành nó như thế nào, quan hệ đồng minh nó như thế nào, chiến tuyến nó sẽ ra sao. Cho nên thú thật mà nói, tôi nghĩ cái những cái ngày tới là những cái tin tức, những cái sự kiện hết sức chiến lược, hết sức quan trọng, và chúng ta sẽ từng bước theo dõi trên hệ thống truyền hình Cali Today, trên cái chương trình 60 phút này, bình luận 60 phút này, để chúng ta cùng chia sẻ cái viễn kiến về nước Mỹ tương lai, viễn kiến về thế giới tương lai. Và chắc chắn là có cái điều nữa chúng tôi cũng rất là thèm khát đi chia sẻ với quý vị trong vấn đề tới, như giáo sư nói. Cảm ơn Nguyễn Xuân Nam. Thì cái ý của anh cũng nói rằng đâu có ai giàu ba họ, mà đâu có ai khó ba đời. Dĩ nhiên là nước Mỹ qua một giai đoạn thịnh hành thì chắc chắn rằng nó cũng sẽ đi đến một cái ngày nào đó. Tuy nhiên cái điều đó thì chúng ta cũng nói theo cái kiểu như thế này, nhưng mà thật sự thì đất nước của Hoa Kỳ, nhất là những cái tiềm ẩn về kinh tế của nước Mỹ, thì chắc chắn rằng nó vẫn còn dài dài, bởi vì nó cũng sẽ thống lĩnh thế giới. Đó là một cái quan niệm mà chúng tôi nghĩ rằng ai cũng nghĩ như vậy. Tuy nhiên trong một mức độ chừng mực nào đó thì chúng ta đã thấy rằng một số các quốc gia Á Châu đã nghiêng ngửa như vậy. Cái vấn đề chính yếu đó là vấn đề văn hóa. Cái vấn đề văn hóa nó cũng là một trong những vấn đề mà đụng chạm đến một số các quốc gia khác. Và từ cái ý niệm cá nhân mà có những cái sự kiện như thế này, cho nên chắc chắn rằng thời tới Tổng thống Donald Trump sẽ có những cái sự thay đổi nào đó thật là ngoạn mục. Kính thưa quý vị, chắc chắn rằng Hoa Kỳ cũng không thể nhắm mắt làm ngơ để cho một số các quốc gia muốn làm gì thì làm, mà trong đó cái quyền lợi của thế giới, mà nhất là quyền lợi của Hoa Kỳ bị tổn thương. Cho nên chúng tôi không nghĩ rằng Hoa Kỳ vẫn cứ để mặc tình cho Trung Quốc muốn làm mưa làm may. Cho nên cái sự kiện giữa một cái đối trọng là Hoa Kỳ, một giữa là Trung Cộng và một số các quốc gia khác như là Việt Nam hay là Phi Luật Tăng, thì nó sẽ xảy ra như thế nào? Và dĩ nhiên trong cái bài bình luận của ngày hôm nay, anh Nguyễn Xuân Nam cũng đã cho chúng ta thấy rằng cái chuyện này nó không yên. Và khi nó không yên thì phải có tranh chấp, mà tranh chấp có nghĩa là chiến tranh.
Cho nên thưa quý vị, trong lần phát thanh kỳ tới, chắc chắn là chúng tôi cũng sẽ mời Nguyễn Xuân Nam trở lại trong cái chương trình của 60 phút này để cùng nhau bàn luận cái cuộc chiến chắc chắn không thể tránh khỏi giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng. Và dĩ nhiên tạo cho một cái tình trạng của thế giới bất ổn như thế nào. Chúng tôi rất là tiếc là chương trình truyền hình 60 phút của chúng tôi đến đây tạm chấm dứt. Thành thử ra anh còn cái điều gì để bổ sung hay là chúng ta tóc? Trên thưa quý vị, trên một số cái bài bình luận trên thế giới này nữa, họ xem cái bối cảnh hiện nay đó, cái giữa Mỹ và Trung Cộng nó giống như cái bối cảnh mà khai sinh ra, phát sinh ra cái đại dịch thế chiến, xảy ra cái đại dịch thế chiến, thưa quý vị. Và trong cái lịch sử của loài người, không phải đây là lần đầu tiên một cái quốc gia đang thống trị thế giới này bị một quốc gia khác thách thức cái khả năng thống trị, cái quyền lực, cái trật tự thế giới của quốc gia đang giữ cái trật tự đó. Cho nên trong cái quá khứ đó, nó đã xảy ra như thế nào? Và người ta cho rằng cái bối cảnh hiện nay của Mỹ và Trung Cộng giống sẽ ý, đang đi vào cái số mệnh. Số mệnh đó là gì? Đó kêu là destiny, một cái số mệnh là khó tránh khỏi một cuộc chiến tranh sẽ xảy ra. Như vậy, phải chăng Mỹ và Trung Cộng đang đứng trước một định mệnh, định mệnh là tiêu diệt nhau? Thưa quý vị, chúng ta mời quý vị nghe tiếp phần tới trong tuần tới. Phải chăng với đề tài, phải chăng Mỹ và Trung Cộng không tránh được một cái định mệnh là phải tiêu diệt nhau để giữ ngôi bá chủ? Xin mời quý vị cùng đón nghe. Xin trân trọng rất, cảm ơn anh Nguyễn Xuân Nam. Kính thưa quý vị, chuyện gì đến sẽ đến. Chúng tôi cũng rất là mong cho hòa bình thế giới, nhưng chuyện gì nó đến thì nó vẫn cứ đến theo quý vị. Chúng tôi xin được cảm ơn quý vị theo dõi chương trình và kính chúc quý vị an lành.